Sau đây là cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất và ngập lụt trên khu vực tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, trong 6 giờ qua, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện trạng độ ẩm của một số khu vực thuộc các huyện miền núi đã gần đạt bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ sạt lở cao. Trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và rông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 30 mm, có nơi trên lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có nguy cơ rất cao xảy ra tại một số xã trên địa bàn các huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành. Nguy cơ cao xảy ra tại một số xã trên địa bàn các huyện Lăng Chánh, Ngọc Lặc, Cầm Thủy, Bá Thước, Thường Xuân. Lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện tại các huyện đồng bằng nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp khu đô thị ven sông suối cụ thể là các huyện thị thành phố thiệu hóa hà trung thọ xuân nga sơn vĩnh lộc thành phố thanh hóa thị xã bỉm sơn hậu lộc yên định thành phố sầm sơn hoàng hóa ngập lụt có thể ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp dân sinh các hoạt động kinh tế xã hội